Tiếp theo chương trình, mời quý vị và các đồng chí theo dõi tình hình trật tự an toàn giao thông trong tuần qua. Trong tuần qua trên địa bàn tỉnh Long An xảy ra một vụ tai nạn giao thông làm một người chết. Để hạn chế thấp nhất tai nạn giao thông, lực lượng cảnh sát giao thông tổ chức tuần tra kiểm soát, phát hiện xử lý 962 trường hợp vi phạm, tạm giữ 583 phương tiện vi phạm.